Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin trước ống kính. Bản tin do đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển Ba thực hiện. Hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 8, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước có gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng cập nhật qua ống kính an ninh. Tình hình an ninh trật tự tại Bà Rịa Vũng Tàu sẽ mở đầu bản tin hôm nay. Thưa quý vị, Công an huyện Long Điền vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Công Sơn, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền về hành vi trộm cắp tài sản của một gia đình đang phải thực hiện cách ly phòng dịch tập trung. Nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản trong lúc chủ nhà đang phải thực hiện cách ly phòng dịch tập trung, Công an huyện Long Điền nhanh chóng xác định Trịnh Công Sơn là nghi can. Tuy nhiên lúc này Sơn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến chiều ngày 10 tháng 8, trong lúc tuần tra kiểm soát, công an huyện Long Điền phát hiện đối tượng Sơn đang lưu thông trên đường, nên đã đưa về trụ sở công an. Sơn thừa nhận vào lúc 23 giờ khuya ngày 5 tháng 8, Sơn dùng xà beng cậy cửa đột nhập vào nhà một gia đình đang phải thực hiện cách ly phòng dịch và lấy đi chiếc xe máy hiệu Winner và một số nữ trang tiền mặt. Trong số nữ trang trộm được, Sơn đã bán sợi dây chuyền bạch kim được 9 triệu 200 ngàn đồng để tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Cơ quan công an đã thu hồi được chiếc xe máy và một đôi bông tai là tài sản mà đối tượng đã trộm cắp. Tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 51, cửa ngõ vào Bà Rịa Vũng Tàu, một xe ô tô cứu thương mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh lưu thông hướng Đồng Nai về có dấu hiệu bất thường nên lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà còn bật đèn còi ưu tiên bỏ chạy. Qua truy đuổi, lực lượng chức năng đã yêu cầu cho xe quay lại trước và sau đó phát hiện trên xe còn có hai người đi cùng, trong đó có một người đã được xác định là dương tính với Covid-19. Chiều ngày 10 tháng 8, tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 51, đoạn cửa ngõ vào Bà Rịa Vũng Tàu, một xe ô tô cứu thương lưu thông từ hướng Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu được lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà còn bật đèn, còi ưu tiên chạy thẳng lực lượng chức năng đã truy đuổi yêu cầu tài xế quay lại chốt kiểm soát. Qua kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe còn có hai người đi cùng. Tài xế tên Nguyễn Văn Ngọc, quê Bình Định khai nhận đang cùng một nhân viên của phòng khám đa khoa Anh Dũng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, được chủ phòng khám giao nhiệm vụ đưa người phụ nữ có xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện cả ba đã được cơ quan chức năng đưa vào cơ sở cách ly điều trị COVID-19 tại thị xã Phú Mỹ. Đưa người nhiễm COVID-19 vào địa phương mà không khai báo, không được sự đồng ý của cơ quan chức năng là vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm vào thời điểm này bởi hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, lực lượng chức năng đang phải căng mình chống dịch thì vẫn xảy ra không ít vụ việc ngược dòng phải không quý vị? Điều này không chỉ là vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự mà còn dẫn đến nguy cơ lây lan thêm dịch bệnh. Thưa quý vị, không gian mạng đang phát huy nhiều hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội, nhưng cũng luôn tiềm ẩn vô vàng mối nguy cho chính bản thân người dùng và cộng đồng nếu không tỉnh táo, cẩn trọng. Tại trụ sở công an xã Trường Long, huyện Phong Điền, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ đã làm việc với một chủ tài khoản ngụ ở ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền về việc đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng phòng chống dịch trên mạng xã hội Facebook. Qua làm việc, chủ tài khoản này thừa nhận việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận với nội dung xúc phạm lực lượng phòng chống dịch, đồng thời cũng nhận thức được việc đăng tải thông tin không đúng sự thật. Chủ tài khoản đã viết cam kết không tái phạm, đồng thời gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải trên Facebook. Thêm một diễn biến khác liên quan đến công tác phòng chống dịch tại thành phố Hà Nội sẽ tiếp nối dòng thông tin. Trong 24 giờ qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Các lỗi vi phạm thường gặp gồm không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện giãn cách, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Giữa lúc đại dịch Covid đang hoàn hành, các lực lượng chức năng đang phải chạy đua với thời gian, làm việc với cường độ rất cao, chịu sức ép rất lớn và đại bộ phận người dân cũng đang cùng chung sức phòng chống dịch thì những hành động bất chấp an toàn cho bản thân và cộng đồng thật đáng lên án. cuối liên quan vụ việc nhiều tàu cá bị chìm do nước vào, gây thiệt hại nặng về tài sản tại khu vực cảng cá Thọ Quang tại thành phố Đà Nẵng. Tính từ ngày 31 tháng 7 đến nay tại Âu Thuyền, cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, đã có 3 tàu cá của người dân bị chìm khi đang neo đậu trong khu vực. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do các tàu cá không được bơm nước chống chìm thường xuyên dẫn đến sự cố. Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang nằm trong khu vực phong tỏa cứng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hiện hàng trăm phương tiện tại đây đang đứng trước nguy cơ bị chìm do người dân không được phép ra vào. Việc này không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cũng như nguy cơ cháy nổ tại khu vực. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trước ống kính. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn, kênh youtube BRT News. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brta.gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.